Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quyết Thành. Như các bạn đã biết thì Skibidi rất hot và đã được lên VTV rồi các bạn ạ. Cực suy luôn. Và cái con đấy đó là một cái quái vật rất là xấu. Thì hôm nay tụi mình sẽ tìm cách tiêu diệt nó, trở thành những người có thể chiến đấu tiêu diệt xả nước bọn quái vật bồn cầu. Đấy rồi, vũ khí của mình đây rồi. Rồi, và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nha. Và xem hôm nay Bê Quyết Thành cùng ốc ai sẽ là người tiêu diệt được nhiều Skibidi nhất. Chắn là ốc. Rồi. Bọn đấy sẽ ăn hành, ốc có hành rồi, ốc cho bọn nó ăn hành. Rồi sang đấy đi. Như các bạn đã biết thì đằng trước mặt mình có rất nhiều loại Skibidi. Từ con Skibidi ngu si đến con Skibidi đầu hói, không nói gì mà mặt xấu xấu, mắt to, mắt bé, mắt nổ, mắt xịt các bạn ạ. Ờ thế bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì? Thì tương ứng với những cái con Skibidi càng to thì sức mạnh của chúng nó càng lớn. Nên mình cần phải có sức mạnh lớn hơn mình mới có thể ấn được cái xả nước đằng sau các bạn. Và để có sức mạnh lớn hơn thì bắt buộc mình phải đi luyện tập đâu. Rồi, trong thời gian Bê Quyết Thành đi bốc phét thì mình đã luyện tập được một lúc rồi. Đâu ông đâu rồi? Ông đây, đang luyện tập đây. Không nhìn thấy, ông đi ra đây chào các bạn cái đi. Thế à? Để đi ra chào các bạn nhé. Hello. Đây, ốc của các bạn đây, trông hơi ngốc tí thôi nhưng mà cũng được việc phết. Đã vào chăm chỉ luyện tập rồi, đây. Ốc cũng đây là đứng đây đấm như này đúng không? Đúng rồi, sẽ có kỹ năng là kỹ năng đấm bốc các bạn ạ. Mình cần xả nước bồn cầu bằng tay nên là mình sẽ dùng lực tay nhiều hơn. Đúng, hợp lý. Đấy, đấm như anh thì gọi là phi như con tê tê luôn. Đấm một phát, đấm. Rồi đây, bây giờ sẽ thử ra xả nước cái con bồn cầu này xem. Được chưa? Con bồn cầu baby này á. Ờ. Đấy, sẽ bay xả nước ai. Bam. Xả nước được luôn. Yes, anh đã tiêu diệt được con Skibidi mặt ngu đầu tiên rồi. Trông nó ngu như mặt ốc vậy các bạn này. Đeo kính. Sao lại bảo nó ngu như mặt ốc? Đeo kính sao người chìa răng ra nhị xí à. Rồi bây giờ anh sẽ thử đi chiến đấu với con Skibidi cảnh sát rốt nát để xem nào. Ôi, con này khá là mạnh các bạn ạ. Anh thua con Skibidi cảnh sát rồi ốc ạ. Đồ ăn hại. Nhìn đây, đơn hàng em chuẩn bị xả nước con Skibidi này rồi. Ôi chuẩn luôn mà. Ôi ơi, ghê vậy. Thắng luôn hả? Ôi thắng luôn, xả tiếp lần nữa luôn cho nó biết thế nào lễ độ. Ai, ok ấy. Người đàn bà lực điền đấy các bạn ạ. Nó cứ bắt em xả nước con này là thế nào nhỉ? Em muốn đi xả nước con khác. Thế thì em phải đi ra luyện tập đi, em chưa có sức mạnh đâu, anh sẽ đi đấm cái này. Ui, đi ra lại hút vào, ảo thật đấy. Thế rồi. Phải xả nước con này rồi. Kéo ốc sắp biến thành Skibidi rồi các bạn ạ. Nhìn anh đây này. Ở đấy lại thế rồi, chết rồi. Đây, anh đấm bôm bốp luôn đây này. Thấy không? Anh luyện tập này thì anh có sức khỏe, anh xả nước cả cái con trùm đầu chọc luôn. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Ôi, thôi chết rồi. Em chỉ cuộc đời em chỉ mãi mãi xả nước con này rồi Bê Quyết Thành ạ. Không thoát được ra. Anh còn chưa thắng nổi cái cảnh sát này. Đây là lính bộ đội này, còn anh đây là Skibidi mặt đen xì đen xì xì đó các bạn ạ. Tóc thì như búi mì tôm. Bây giờ anh đấu luôn với con mạnh nhất xem nào. À mình vừa bật auto fight này là nó auto đấu các bạn ạ. Ôi giời ơi. Ủa các bạn ơi, anh vừa lên ấn thử cái con mạnh nhất, mình chưa kịp ấn mình thua luôn. Ui ôi, mạnh thế cơ á? Ờ nó mạnh lắm ốc ạ. Em ra thử mà xem, đứng lên còn chưa kịp làm gì ấy, thua luôn đấy, đứng 690k. Thôi, em phải đi luyện tập. Anh bây giờ mới có 2k, nó 690k. Rồi xong các bạn ơi. Bây giờ luyện tập bên này cho nó nhanh. Đây, luyện tập chăm chỉ các bạn ạ. Đúng rồi. Từ anh vào store xem có gì mua được không. Ôi, chúng ta có thể mua được thú để tăng tốc độ này các bạn này. Ôi, nhiều thứ lắm nha. Ừ. Ôi, có cả Luffy luôn mà. Được của nó đấy. Bây giờ anh sẽ ra luyện tập đấm vào cái thằng mặt ngu này nữa. Đấy, cái đứa mà nó có cái đầu bồn cầu kia các bạn. Anh sẽ đấm nó để lấy được nhiều sức khỏe hơn. Ở đây có tăng x2 này. Ôi, mình thử mua cái tăng x2 xem nha các bạn ơi. Để mình đấm. Bê Quyết Thành mạnh thế. Đấy, mình tặng x2 mình đấm nó nhanh. Nó nhanh hơn nhiều các bạn ạ. U còn x3 luôn. 3 luôn á, khiếp. Mua cả x3 thôi, x2 là đủ lắm rồi. Ờ, x2 đấm rồi. Là đây, một phát đã lên 10k rồi các bạn ạ. Đấm mặt ngu này lên 10k rồi. 17k mình sẽ luyện tập sang đấm được cái bao cát màu đỏ kia, chứ không phải đi đấm cái đứa mặt ngu này nữa. Đấy, đấm khổ quá, đấm vêu mồm luôn này. Đấy, ui. Cái lượng sức mạnh của mình tăng rất là nhanh các bạn ạ. 13 rồi. Đấm này tí là vô địch thiên hạ luôn. Tôi xem pet, mình có một con pet. Con pet này mình dùng code để mình nhận được đó các bạn ạ. Chứ không phải là mình mua đâu. Không có nhiều tiền để mua một pet. Để vào shop xem là có con pet gì mua được không. Con này 14.999 Robux. Mua làm sao được, không có tiền các bạn ạ. Có cả con pet luôn.
Luffy kìa. Ai mua pet Luffy nhá ông nhá. Ừ, mua pet Luffy cũng được ấy. Đây, mua Luffy luôn nè các bạn này. Pet Luffy là có giới hạn thôi chứ không có phải lúc nào cũng có đâu. Nó đang có event con pet Luffy này mà. Đây, anh có Luffy rồi. Đây, Luffy. Wow, à, đội mũ rơm. Ôi giời ơi. Ôi ôi, nó tăng cái chỉ số của anh ốc kìa. Ui ôi, tăng kinh vậy, vào đấm lên 129.000 luôn rồi các bạn ạ. Thế thì anh sẽ thắng được con cảnh sát này đấy. Ờ, trời ơi. Đấm luôn con cảnh sát đi. Con pet Luffy này nó giúp mình tăng khả năng rất là cao, nó tăng được cái sức mạnh của mình. Từ từ, trước khi đấy anh đi ra tiêu diệt con cảnh sát Zonan này đã. Đúng rồi, anh đi tiêu diệt con cảnh sát. Bây giờ á, nhìn đây này. Ui ôi, anh thả tay ra, con cảnh sát nó cũng không thể thắng được anh. Anh chỉ cần bấm một click này các bạn này, một click này. Nè, bấm một click các bạn xem nhá. Bruh. À, phải 2. Quý. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xả nước được Skibidi cảnh sát rồi các bạn ơi. Nữa, con Skibidi quân đội thì sao? Con đấy từ, anh sẽ đi luyện tập đấm cái bao. Ủa ôi, bây giờ anh phải gì phải luyện tập nữa. Bây giờ anh đi đấm thử cái bao cát ở đâu. Cái đầu đá này nữa. Ui, kinh thế. Đấy, đấm, ui ôi, cái chỉ số của anh tăng lên tới 200 rồi các bạn ạ. Ok. Dạ, đấm cái bao màu trắng này. Bao này chắc là siêu tốc, siêu sức mạnh luôn này. Đấy, ua, bao này còn phát sáng cơ à. Ừ, đấm, ui ôi, chỉ số tăng siêu nhanh luôn. Ok. Ôi, em... thế thì sắp chiến thắng con mạnh nhất rồi đấy. Ờ, em thử ra kéo cái cảnh sát xem em thắng được chưa. Em, ờ đúng rồi. Em sẽ kéo con cảnh sát này. Em chắc là em đã sẽ thắng được con cảnh sát này rồi đấy. Rồi, xem ốc nha, cổ vũ cho ốc. Ốc ơi, cố lên. Ốc ơi, cố lên. Tiêu diệt con Skibidi cảnh sát đi. Yeah. Ốc đã thắng được con Skibidi cảnh sát rồi các bạn ạ. Tiêu diệt luôn. Thử xem con Ski quân đội em thắng được chưa. Skibidi quân đội, vô luôn đi. Rồi, ốc ơi, cố lên. Ốc ơi, cố lên. Con này em mà thắng được thì sẽ hơi vất vả đấy nhá. Ông đã rất là cố gắng các bạn ạ. Nhưng mà có vẻ như ngang tài ngang sức. Vừa ông ấy kêu tạch tạch luôn mà. Chết rồi, ông cho tôi rồi. Anh nghĩ là em phải đi luyện tập thêm ốc ạ. Vì em vẫn còn hơi yếu. Đấu như thế thì thực ra ngang tài ngang sức. Nhưng mà dần dần mình sẽ bị mỏi tay. Đúng rồi, bây giờ em sẽ đi luyện tập thêm. Em nhìn sẽ đi đấm. Nhìn anh, cái con này anh bấm mấy cái thua luôn nhé. Các bạn xem nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xả nước quân đội luôn. Thế còn con kia, con da đen. Da đen nè, ui con da đen này cũng không có tuổi luôn. Bây tầm bây giờ anh có Luffy đằng sau đấy. Đội mũ rơm Cutie hột me. Ê này, em cũng có thú cưng rồi đấy. Đây này, em quay được một con trông dễ thương lắm. Đâu, em đâu. Đây này. Trông ngu thế kia mà bảo dễ thương rồi. Ông đi luyện tập đi. Trông dễ thương mà. Luyện tập đi để còn thắng được quân đội. Bây giờ anh sẽ đi tìm cái con mặt đen này xem chiến thắng nha các bạn. Đây rồi. Con này xem mấy cái nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xả nước tên bồn cầu mặt đen trông không hề men. Cười hở 10 cái răng nhau khuyên tài. Nhìn như là ca sĩ nhạc rock. Bây giờ em chỉ còn một đối thủ duy nhất, đó chính là cái con champion ấy. Ờ, con đấy nó tận 600k mà anh có gần 400k đấy không ạ. Ở đây có những cái gì đây. Đấy là chắc là những cái item gì đấy. Ờ, nói chung là mình chỉ cần luyện tập đấm vào đây. Đấm một lúc nữa là mình có thể thắng được cái con này. Nhưng mà thử xem à. Đúng rồi, thử xem khi mà mình sức mạnh bằng một nửa nó đúng không. Ờ. À đâu, sức mạnh của mình đâu bằng một. Ôi ôi, nó mạnh. Nó mạnh phết nha các bạn này. Nhìn đầu gấu anh à. Ui trông nó đô các bạn ạ. Ui nhổ mãi không được luôn mà. Thua rồi, vẫn thua các bạn ơi. Vì con này nó tận 600.000 thì phải. Đúng rồi, gần 700k sức mạnh. Mà mình mới có gần 400k thôi. Mặt nó trông hơi ngu thế này thôi. Nhưng mà nó rất là mạnh nha các bạn này. Đây, đây là mặt đen này. Nên là quân đội đây là những đối thủ của mình. Nhưng mà họ đã thua hết rồi. Anh không có tuổi mà cười. Cười hở 10 cái răng. Rồi, còn mỗi đối thủ mặt này thôi. Bây giờ mình bắt buộc phải đi luyện tập. Ông ơi, em đã chiến thắng được tới đối thủ nào rồi? Em vẫn chưa chiến thắng được đối thủ nào nữa. Vì em đang luyện tập, em đã nâng cấp mình đến cái quả cầu mặt ngu rồi đây này. Ờ, giờ mới mặt ngu à. Anh đi đấm quả cầu này để anh tăng lên 500 sức mạnh. Anh sẽ đi chấp con kia 200 sức mạnh rồi, ok. Em mà được mua nhân 2 lên thì em cũng xong đời. Đây à, xem anh đây này. Rồi nha, chiến đấu nha. Bồn cầu. Ui giời. Ủa, cố lên Baby Thành ơi. Anh sắp thắng rồi. Sắp thắng rồi các bạn ơi. À, con này có vẻ rất là đô cái đầu của nó. Các bạn rất. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi.
Rồi. Tăng rồi. Anh đã tiêu diệt hết bọn Skibidi ngu si ở đây, kể cả cái ông đầu chọc mặt rất là ghê này. Và ốc, em đã tiêu diệt được đấy con Skibidi nào rồi? Bây giờ em sẽ tiêu diệt con Skibidi quân đội. Rồi, xem ốc à, có thể tiêu diệt Skibidi quân đội không nha. Cố lên ốc ơi. Em chỉ cần tiêu diệt được con này nữa thôi. Yeah. Yeah. Cố lên ốc ơi. Yeah. Yeah. Mỏi tay quá. Rồi, ốc cũng đã rất là cố gắng và ốc đã giành được chiến thắng con Skibidi quân đội rồi. Đấy, một trong ba con Skibidi rất là mạnh ở đây. Và có lẽ là mình sẽ dừng video tại đây được các bạn ạ. Ốc ơi, em nên đi luyện tập thêm để em có thể tiêu diệt được con trùng quấy. Nhưng mà anh đã tiêu diệt được con trùng quấy rồi nên là không còn gì để anh chiến đấu nữa nên chắc anh dừng video tại đây thôi. Ok, bây giờ em sẽ đi mở cúp. Và các bạn nhớ bình luận ở dưới là có con nào mạnh hơn thì đưa ra đây cho anh biểu thành xả nước thì anh xả được hết. Nhìn nè, em có thêm con thú cưng màu hồng, yêu chưa, yêu chưa? Ai à, hai con thú cưng cuteo mẹ đấy. Rồi, ông đi luyện tập đi nhá. Còn bây giờ anh okay. Out đây, bye bye các bạn. Vì anh đã không có đối thủ nữa mà, đúng không? Bye bye.